Nhật thì có rất nhiều nghệ sĩ trùng tên với nhau. Trong video trước, Blog Giải Trí đã liệt kê đến bạn danh sách những người đẹp trùng tên Hà rồi. Thì trong video này, Blog Giải Trí sẽ gửi đến bạn những nghệ sĩ cùng tên Hằng thành công nhất Vbiz bạn nhé. Hãy cùng Blog Giải Trí xem đó là những nghệ sĩ trùng tên Hằng nào nhé. 1. Ca sĩ Minh Hằng. Tên đầy đủ Lê Ngọc Minh Hằng, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987. Trong giới showbiz Việt có rất nhiều nghệ sĩ trùng tên Hằng, và trong số đó, ca sĩ diễn viên Minh Hằng được xem là một nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt. Không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ, diễn viên, mà cô đã là gương mặt được rất nhiều thương hiệu quảng cáo tin tưởng. Có sự nghiệp thăng hoa và hào quang, nhưng mà trong đời sống cá nhân, cô ca sĩ tên Hằng này khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Sau thời gian dài lấn sân showbiz, minh nhân tên Hằng đã là nghệ sĩ giàu có nhất nhì showbiz Việt, sở hữu khối tài sản khổng lồ, từng mua sắm căn biệt thự triệu đô sau thời gian làm nghề. 2. Siêu mẫu Thanh Hằng. Tên đầy đủ Phạm Thị Thanh Hằng, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1983. Cũng giống đàn em của mình, siêu mẫu Thanh Hằng cũng là nghệ sĩ tên Hằng có sự nghiệp rực rỡ. Ngay từ thuở nhỏ thì chiều cao của Thanh Hằng đã vượt trội so với bạn bè. Thanh Hằng chia sẻ về tuổi thơ của mình thì rất là hiếu động, nghịch ngợm như con trai. Cách đây khoảng 10 năm về trước thì siêu mẫu Thanh Hằng được mệnh danh là người mẫu có đôi chân dài nhất trong làng mẫu Việt với số đo là 1m12. Gần 20 năm sau, khi đăng quang Hoa hậu người mẫu Quá Ảnh, sau nhiều năm lăn lộn với sàn diễn thì nàng nghệ sĩ tên Hằng này giờ đây đã trở thành vedette ở trên sàn diễn thời trang và tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh được nhiều khán giả yêu mến. 3. Ca sĩ Min. Tên thật là Nguyễn Minh Hằng, sinh ngày 7 tháng 12 năm 1988. Ca sĩ Min nổi lên như một hiện tượng trong giới Vbiz trong vài năm gần đây. Ít người biết Min cũng là ca sĩ tên Hằng vì nghệ danh Min đã quá quen thuộc. Hiện tại, tên Min là ca sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc khá là đình đám. Trước đây khi chưa lấn sân sang ca hát, thì Min là thành viên của nhóm nhảy ST.319. Ca sĩ Min khá thành công trong sự nghiệp ca hát vì sở hữu một giọng ca ngọt ngào, những bài hát trending, ngoại hình đáng yêu trẻ hơn tuổi. Những bài hát hay nhất của Min các bạn có thể đã nghe đến như Có Em Chờ, Yêu, Đừng Yêu Nữa Em Về Rồi. Và kể từ khi những bài hit của Min được đón nhận thì nữ ca sĩ tên Hằng này vẫn giữ vững phong độ của mình với các bản hit được phát hành đều đặn. 4. Người mẫu Thúy Hằng. Tên đầy đủ là Bùi Thúy Hằng, ngày sinh 4 tháng 2 năm 1978. Nếu bạn đã theo dõi những sự kiện thời trang từ khoảng hơn 10 năm về trước, bạn sẽ rất là ấn tượng với cặp chị em song sinh Thúy Hằng, Thúy Hạnh. Thúy Hằng thì hiện nay không còn sải bước trên sàn catwalk nữa, nhưng vẫn được khán giả yêu mến và theo dõi bởi vẻ ngoài sắc sảo đằm thắm và gia đình hạnh phúc. Nhớ lại những lần nàng người mẫu tên Hằng này sải bước trên sàn diễn, khán giả sẽ rất là ấn tượng bởi thần thái chuyên nghiệp và những bước chân chắc chắn trên sàn diễn thời trang. Thúy Hằng và Thúy Hạnh sở hữu nhan sắc xinh đẹp và tài năng. Ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, người mẫu Thúy Hằng dừng lại hào quang khá sớm để lấy chồng và sinh con. 5. Diễn viên Phương Hằng. Tên đầy đủ là Đặng Phương Hằng, ngày sinh 17 tháng 1 năm 1989. Thêm một diễn viên tên Hằng được nhiều khán giả yêu mến chính là diễn viên Phương Hằng. Bạn đã quen với gương mặt của diễn viên Phương Hằng qua vai cô Út Minh trong bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Diễn viên Phương Hằng gây thiện cảm với khán giả bằng hình ảnh đáng yêu cùng với mối tình dễ thương, lãng mạn với ca sĩ Anh Tâm. Sự nghiệp của nghệ sĩ tên Hằng này cũng khá là suôn sẻ khi tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam nổi tiếng. Và tính đến nay thì diễn viên Phương Hằng đã còn hơn 10 năm trong nghề diễn và vẫn giữ trọn vẹn hình ảnh đáng yêu này. Trong một diễn viên Phương Hằng là ca sĩ Anh Tâm chấp nhận được phía sau để hỗ trợ bà xã Phương Hằng phát triển sự nghiệp phim ảnh. 6. Á hậu Lệ Hằng. Tên đầy đủ Đặng Thị Lệ Hằng, sinh ngày 7 tháng 9 năm 1993. Nhắc đến những người đẹp tên Hằng trong Vbiz không thể thiếu Á hậu Lệ Hằng. Trước khi trở thành Á hậu, Lệ Hằng là người mẫu. Cô đã đạt được danh hiệu Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Năm 2019, cô tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2019 cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 Hờ Hen Nie. Á hậu Lệ Hằng tuy không thường xuyên khoe khoang, nhưng mà thực chất cô cũng là một trong những nghệ sĩ có khối tài sản đáng nể trong showbiz Việt. Mặc dù Lệ Hằng ít tham gia các hoạt động showbiz, nhưng cô rất giỏi trong việc làm ăn kinh doanh. 7. Diễn viên Nguyệt Hằng. Tên đầy đủ Cao Nguyệt Hằng, ngày sinh 30 tháng 6 năm 1973. Diễn viên Nguyệt Hằng cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ tên Hằng thành công trong giới giải trí Việt. Nữ diễn viên tên Hằng này sở hữu nhan sắc không tuổi mà dàn diễn viên trẻ ai cũng ao ước. Dù sắp bước sang tuổi 50, nhưng mà nhan sắc của diễn viên Nguyệt Hằng vẫn rất là mặn mà vóc dáng thì thon gọn đáng nể. Diễn viên Nguyệt Hằng là diễn viên nổi tiếng ở khu vực miền Bắc. Ngoài thành công trong việc đóng phim, thì diễn viên Nguyệt Hằng còn là diễn viên lồng tiếng phim chuyên nghiệp đã hoạt động 20 năm. 8. Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng. Tên đầy đủ Nguyễn Thanh Hằng, năm sinh 1959. Mặc dù ngày nay thì giới trẻ ít nghe cải lương Tống Cổ, nhưng với những cô chú anh chị mà từ U40 trở về trước thì cái tên Thanh Hằng là không ai biết đến. Thanh Hằng là người nghệ sĩ tên Hằng, may mắn sinh trưởng trong một gia đình truyền thống cải lương, nên từ những ngày bắt đầu vào nghề thì nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng đã được đánh giá là một nữ nghệ sĩ cải lương đầy tài năng. Nghệ sĩ Thanh Hằng có mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa, bà ngoại là nghệ sĩ Từ Hê Len. Sự thành công của nghệ sĩ Thanh Hằng thì đến rất sớm. Với độ tuổi trăng rằm đẹp nhất của đời người thì Thanh Hằng đã nhận được ánh hào quang trên sân khấu cải lương. Vậy bạn ấn tượng với nữ nghệ sĩ tên Hằng nào trong danh sách Blog Giải Trí vừa liệt kê trên đây? Bạn yêu thích nữ nghệ sĩ nào? Hãy cho Blog Giải Trí biết cảm nhận của bạn nhé! Video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!